năm em sẽ bốc thăm coi vị giám khảo nào sẽ đặt câu hỏi để các em có thể trả lời và được trao giải trả lời xuất sắc nhất, ý nghĩa nhất và dễ thương nhất. And now the contestants gonna pick their judge to receive a question from them and whoever have a great, meaningful, cutest answer will be the winner. Tại sao người Việt Nam chúng ta nên mặc chiếc áo dài? Người Việt Nam mặc chiếc áo dài cho đi đám cưới hay là mặc đi lễ? Tại sao chúng ta nên mặc chiếc áo dài? Em có thấy hãnh diện khi em mặc chiếc áo dài Việt Nam hay không? Tại nó là tradition của Việt Nam. Chưa nói được hết. Em có hãnh diện khi em mặc chiếc áo dài Việt Nam không? Nếu em gặp một người ở ngoài đường, đi lễ chùa, đi nhà thờ hoặc là đi đám cưới, mà nếu em thấy người ta mặc chiếc áo dài thì cảm tưởng của em thế nào? What would you would say if you see someone outside wearing an áo dài to the church, to temples or weddings? They make you look rất thon, dịu dàng and đẹp. Xin quý vị cho em một tràng pháo tay. Xin mời Vũ sư Quốc Dương dành câu hỏi cho em mang số báo danh B7. Hello em. Nếu như mà em có nghĩ là có một cái dịp nào em mặc áo dài để đi vào trong trường học của em không? In any other occasions, when do you think you can wear an áo dài? I think you can wear áo dài any day. It's really, some of them are really simple and they make you look elegant. And you can wear it anywhere, and it really doesn't matter. You can wear it any day that you feel like, whether it's a traditional holiday or if you just want to go out. You can wear ki áo dài anywhere you go. Wow, thank you. What a wonderful answer. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà thiết kế Liên Hương đặt câu hỏi vấn đáp cho em với số báo danh là con lại rồi. Số báo danh là B3. Do you know how to say the traditional dress you wear in now? You know what's the name of the dress that you're wearing in Vietnamese or English? In the north, the middle and the south of Vietnam, do you know where? This dress, does it represent for the north of Vietnam or the south of Vietnam? The south. The north of Vietnam. Yeah, that's good. Thank you very okay. much. Vậy bây giờ Nina cũng có thể mời Miss Liên Hương giải thích rằng là cái áo dài này là từ ở miền nào để cho bé có thể là hiểu rõ hơn cái phong tục tập quán của người Việt Nam của mình, cũng giống như là chiếc áo các em đang mặc. The dress you wear is also a traditional of Vietnamese people. But it's used for the north of Vietnam. So it's the first áo dài, and follow the time, it changed a little bit. But that's name called tứ thân. Tứ thân, that means four pieces they mix together. And now it changed, it become áo dài for the south of Vietnam. Now, áo dài become a traditional for whole country. You understand? Thank you. Rất là cảm ơn sự giải thích thật là kỹ lưỡng của nhà thiết kế áo dài Liên Hương. Và câu hỏi kế tiếp dành cho em mang số báo danh B5 là dành cho nhà thiết kế Nancy Lee. Cô hỏi em là cô dâu, thường thường cô dâu mặc áo màu gì khi mà đám cưới truyền thống? Thường thường. Oh, when a bride gets married, what kind of color dress does she wear? Traditionally, they wear red for cho đám cưới.
Thank you. Và câu hỏi cuối cùng dành cho thí sinh mang số báo danh B4 sẽ do Miss Diễm Xuân hỏi. Chiếc áo dài Việt Nam, tất cả các cái dáng tóc đội đều đẹp hết, và tóc kiểu nào áo dài cũng là bận rất là đẹp. Và quan trọng nhất, chiếc áo dài sẽ được một cái người có mái tóc như thế nào để bận mà đẹp toàn diện và nói lên được cái ưu điểm của cái duyên dáng của chiếc áo dài người Việt Nam là cái mái tóc như thế nào. What kind of like hairstyle or bangs should match with the Vietnamese traditional dress and áo dài? Side bangs would be really nice, and long hair, tóc dài or vá lên, hay là curl it, it looks really nice. Thank you. Xin mời quý vị một tràng pháo tay cho mấy thí sinh này. Và sau đây xin mời các em có thể bước xuống để chúng ta có thời gian cho giám khảo chấm điểm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay lần nữa cho tất cả các em rất là xinh đẹp ngày hôm nay trong nhóm B. Cái dễ thương nhất mà tôi thấy là cái nét rất là ngây thơ của các thiếu nữ, tụi teen của chúng ta. Tụi và câu trả lời bằng áo dài thì rất là Việt Nam. Vậy. Không có một cái nét gì. Của mình nghĩ là chúng ta thấy được cái hình ảnh quê hương của Việt Nam chúng ta ngay tại Phước Lộc Thọ ngày hôm nay. Và để trong thời gian chờ đợi cho tất cả các vị giám khảo ở đây chấm điểm mà của mình biết là rất là khó, cái thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ được tiếp tục với những phần văn nghệ sôi nổi của mùa Tết Xuân Quý Tỵ ngày hôm nay. Và tiếng hát kế tiếp, Hương Thơ xin mời quý vị thưởng thức một tiếng hát trẻ nhưng rất sôi động trên sân khấu và rất lôi cuốn. Xin mời quý vị một tràng pháo tay đón chào phần trình diễn của ca sĩ Long Hồ. Long Hồ xin chào toàn thể quý vị. Trước thềm năm mới, Long Hồ xin mến chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Sau đây một nhạc phẩm đầu tiên Long Hồ xin trình bày, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vui Nhộn mang tựa đề Lời Tỏ Tình Dễ Thương Hay. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương, con tim rất trông tình. Gặp nhau nơi đây mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim có tình yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi. I love you, whoa, 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 whoa. I love you. Thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương, con tim rất trung tình. Gặp nhau nơi đây mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim cho em đó.
Xin cảm ơn Long Hồ rất nhiều. Cảm ơn quý vị.